Chào anh em nhá. Ở đây hôm nay bây giờ là 6 giờ rồi, 5 rưỡi 6 giờ rồi. Bây giờ mình quay lại xưởng một số những chiếc xe này. Ví dụ chiếc xe này đang đang độ đôi đèn gầm. Mình bật đôi đèn trên cho anh em xem nhá. Đấy, đèn trên này. Tắt đèn dưới nhá. Con này tắt đâu nhỉ? À đấy, đây. Bật đèn dưới này. Bật đèn trên này. Nói chung bên dưới sáng hơn nhiều anh em ạ. Đá pha này. Đấy, sáng hơn nhiều lần. Cũng như là quay lại tư vấn cho anh em một chiếc xe độ cửa hít rất là nhiều thứ luôn. Ngoài ra ở đây còn có thêm một chiếc Ranger này, một chiếc Vios. Bản này là 2021 vừa có cái gập gương lên xuống kính anh em ạ. Đây là một chiếc xe Fortuner nữa. Mình sẽ quay một vòng cho anh em. Cũng như là tư vấn cho anh em một số những cái món đồ ở trên xe. Nằm hết ngoài đường rồi anh ạ. Đây, 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 đây. À, mình sẽ quay cái chiếc xe này. Đây là cái bộ mà vừa mới về. Do cái bản này, bản 2021 nó thay thế một chút anh em ạ. Cái giắc cắm này này. Đấy. Nên là cái bản mà 2020 lại khác 2021. À, Vios thay đổi một chút. Khi mà chúng ta bấm khóa cửa sẽ gập gương lại, mình sẽ test thử cho anh em luôn nhé. Nó vừa là lên xuống kính, nó vừa là gập gương. Đây, xong chưa? Em bấm cái nút kia cho anh thử một phát, cầm chìa khóa. Rồi, ok. Em bấm cái nút kia hộ anh. Cái nút đấy, bấm cái nút đấy. Rồi, ok, coi như là đã khóa cửa nha anh em nhá. Bấm cái nút kia kìa, giữ đấy. Đúng rồi. Coi như là đang khóa cửa rồi, mình sẽ bấm khóa cửa lại này. Đấy. Nó sẽ gập gương lại và kính nó sẽ chạy lên. Đấy, em thấy chưa? Và muốn xuống, có nghĩa là anh em ngồi cà phê mà muốn chuẩn bị lên xe, muốn điều hòa bên trong một chút đấy. Mình bấm mở khóa mở. Đây, là kính nó sẽ chạy xuống. Đây, chạy xuống rồi. Đấy, 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 đấy. Ok. Và cũng như vậy chúng ta khóa cửa thì là gương nó sẽ chạy lên thôi. Đây. Em nhả ra bấm lại cho anh, có nghĩa là giống như vừa mới đóng cửa lại. Bấm nhá. Đấy, nó sẽ chạy lên này. À, kính còn lại. Rồi, ok. Thì đấy là cái tính năng mà gập gương và lên xuống kính. Cũng như là chiếc Ascent đầu này này, mình cũng vừa mới lắp xong. Thì lại quay thêm chút nữa luôn. Coi như là đi một vòng quanh luôn anh em ạ. Tầm này vẫn hoàn thiện nốt cho anh em xem. À, một cái chiếc xe này thì mình có lắp một cái đôi đèn LED vào đây này. Nhưng mà LED chuyên dụng dành cho chiếc Ascent nha anh em nhé. Có nghĩa là cái đôi LED này là đôi LED mà nó có cái tim LED vòng quanh, nhưng mà cái bản này là bản M5 của OI. Thì riêng Ascent thì anh em mới 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 biết đến cái sản phẩm này. Đấy, thì có lắp thêm một cái cam hành trình em ạ. Trình quay buổi đêm mà nó hơi khó. Xem hoàn toàn trên điện thoại luôn. Dòng này không sử dụng pin và cũng có cái bộ gập gương lên xuống kính luôn. À, chiếc xe mới tinh luôn. Còn có cả hoa anh em này. Đấy. Mới tinh. Nên là nhiều anh em bảo là những chiếc xe mới này thì cần thêm những cái trang bị gì. Ví dụ như chiếc xe này chưa có ghế da này, mình bọc lại ghế da này. Rồi trải sàn lại này. Rồi lắp một cái cam hành trình, lắp một đôi đèn cho sáng, rồi lắp một bộ gập gương lên xuống kính. Đấy, những cái thứ gọi là cơ bản. À, mình sẽ quay đến mấy chiếc xe nữa cho anh em xem nhá. Đây là cửa hàng. À, phải có mấy chiếc xe hay ho. Đây anh em ạ. Chiếc xe Fortuner đang lắp mà loa siêu trầm Nakamichi, một chiếc màn hình mà tặng đến cam hành trình, cam lùi, tặng thẻ nhớ, tặng Việt Map. Anh em đang lắp rồi.
Chí Tông vừa quay rồi, mình sẽ quay đến chiếc xe tiếp theo này. Chiếc xe này cũng lắp rất là nhiều đồ. Đây là Kia Cerato. Đấy, lắp màn hình DSP và loa siêu trầm. Đấy. Còn chiếc xe này thì vừa mới ra khỏi showroom. Đây là những món đồ. Đấy, cửa Hitzotun này. Một cái loa center. Đấy, loa center anh em ạ. Đây. Và loa center là thỏ thụt nha. Và mình có nâng cấp Android cho chiếc màn hình zin này này. Đấy, bây giờ có thể vào mạng xem YouTube được rồi. Và lắp một quả loa siêu trầm nữa. Cả một cái cam hành trình nữa. Cam hành trình này là có cảnh báo tốc độ anh em này. Là KC01. Đó. Còn đây là chiếc xe Fadin. Đấy, Fadin thì anh em lắp cái bộ cảm biến lùi, trải chắn da, thêm một em Triton đi nữa. Triton này thì cũng khá là nhiều đồ anh em ạ. Nó bao gồm là mình đang độ đèn này, độ quả này mới đặc biệt anh em nhé. Có nghĩa là đôi đèn bên trên thì mình thay bóng, nhưng đôi bi gầm bên dưới mình lại thay bi. Đấy, riêng chiếc xe này thì phải làm kiểu đấy. Chiếc xe này mai mới giao. Bây giờ là đang để tạm thời, mai mới làm anh em ạ. Bọc ghế ra, đang tháo ghế ra để bọc rồi. Tháo trống trơn luôn. Đấy, và chiếc màn hình này, camera 360. Một số hạng mục. Đấy, lắp thùng thì lắp hết rồi. Đấy. Bây giờ 6 giờ. À, đây một chiếc Fortuner nữa. Cũng đang làm xong hết rồi. Rồi ok. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video nhá. Nếu mà cần tư vấn về sản phẩm gì thì anh em đặt lại comment, mình sẽ quay lại video cho anh em từng chiếc xe một thì nó sẽ dễ hơn. Rồi, bye bye mọi người.